rồi lông dân làm gì. Rét là nó khô, nó không có độ ẩm, thành ra là cây đào nó đét mắt, không mắt nó không phát triển, nó không đều đẹp như mọi năm. Nói chung là nhiệt độ tầm từ 20 độ mà phải có ánh nắng. Còn 29 ngày nữa mà cứ rét một đợt nữa mà rét nữa thì chắc là thất thu. Nhưng không, mọi năm giờ này là có hoa thì đã có thu nhập rồi đấy. Nhưng mà năm nay là hoa hơi kém. Nối nghiệp là đời thứ ba nhưng mà khả năng là cũng con cái giờ công nhân nhà nước nên ra là nó cũng không làm cái việc này nữa. Cái lương chúng nó ổn định, nó khác. Mình làm cái nghề này nó thứ nhất vất vả, cái thứ hai là cái thu nhập nó cũng không được cao. Hôm nay ăn có gì?